Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Nằm chung trong hình thái thời tiết khu vực Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, không mưa. Tuy nhiên, thì vào ban ngày, trời sẽ giảm mây và có lúc có nắng, với mức nhiệt độ ở khu vực miền Đông sẽ duy trì trong khoảng từ 21 cho đến 26 độ. Còn tại khu vực thành phố Hạ Long, vào ngày mai mức nhiệt cao nhất cũng sẽ không vượt quá ngưỡng 27 độ. Trong điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh, thời tiết thuận lợi là yếu tố quan trọng nếu như du khách có kế hoạch tham quan các địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long. Tương tự như vậy, các huyện, thị xã thành phố thuộc khu vực miền Tây của tỉnh Quảng Ninh mức nhiệt độ giao động trong khoảng từ 21 cho đến 27 độ. Gió đông nam cấp 2 đến cấp 3. Còn tại vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 cho đến 10 km. Nhiệt độ giao động ở ngưỡng từ 21 cho đến 27 độ. Đối với tỉnh Quảng Ninh thì ngày mai vẫn là một ngày trời nhiều mây và về cơ bản vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, lao động sản xuất. Vậy còn thời tiết trên cả nước như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi các thông tin sau. Khối không khí lạnh suy yếu, lệch đông nên thời tiết trên khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai ít biến đổi. Về đêm và sáng, hiện tượng sương mù kèm theo là mưa nhỏ xảy ra ở nhiều nơi thuộc các tỉnh thành phía đông, trong đó có cả thủ đô Hà Nội trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất giao động ở ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Vùng núi cao rét nhẹ với mức nhiệt phổ biến từ 15 cho đến 17 độ. Đến trưa và đầu giờ chiều thì trời sẽ hứng nắng, nên nhiệt sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Riêng ở phía Tây sẽ là từ 29 đến 32 độ, có nơi sắp xỉ từ 33 cho đến 34 độ. Không có hệ thống đặc biệt chi phối, thời tiết tại khu vực miền Trung tiếp tục ổn định. Cụ thể, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Đêm và sáng sớm trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nền nhiệt sẽ duy trì ở ngưỡng từ 22 cho đến 24 độ. Ban ngày thì toàn vùng có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế giao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Và ở khoảng từ 30 cho đến 32 độ, với các tỉnh thành còn lại từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai, trời phổ biến là khô giáo. Tại vùng cao nguyên, do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên về đêm và sáng sớm trời lạnh. Còn các tỉnh thành Nam Bộ, trời cũng khá mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất, giao động trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Sang ngày mai thì ở cả hai khu vực này thì trời đều có nắng nhiều. Mức nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều sẽ tăng lên cao ở khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại vùng cao nguyên và từ 33 cho đến 35 độ với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Nắng nóng diện rộng vẫn bao trùm các tỉnh thành thuộc miền Đông của Nam Bộ bao gồm Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết trên biển. Không khí lạnh hoạt động yếu nên hầu hết các nơi trên biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gió có hướng Đông Bắc đến Đông hoạt động với cường độ trung bình đến yếu nên không gây biển động. Riêng ở phía Đông, vùng biển giữa và Nam Biển Đông, trong đó có các phần phía Đông và Đông Bắc của huyện đảo Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn rông, gây trở ngại hơn cho các hoạt động hàng hải.